phá Nhật nè. Đúng không? Anh thấy đèn kìa. Dây chuột. Hình hài của tảng đá này giống như đầu của con gì? Anh Tỷ thấy giống con gì anh Tỷ? Giống chăn nè. Anh Tỷ anh thấy giống đầu chăn, đầu mắt chỗ nào anh Tỷ? Mắt đây nè. Tối quá. Lên đây mới hay. Dạ, núi này linh linh thiêng lắm chú. Ừ. Chú thứ mấy? Chú thứ 6. Chú 6. Chú 6 năm nay nhiêu tuổi rồi chú 6? 65 rồi. Ôi ôi, cái máy 65 năm khối lửa mà rất tốt. Đi đoàn 7 người mà chú 6 lên nãy giờ mình thấy là khoảng 10 phút rồi nha bà con. Chú 6 lên trước luôn. Sức khỏe rất là tốt. Đều phải phái đoàn của mình phải không? Ừ. Trời ơi. Đấy, chú 6 đi trước nãy giờ khoảng 15 phút rồi đó. Ở vì cái máy mà chạy 65 năm rồi còn rất là tốt, máy Nhật nè. Rồi bà con đi giếng núi vui vẻ nha. Còn thấy cây dưới đá không thấy không? Nhưng mà ruột năm non có các đài pháo đài chứ. Đền đài Điện Ngọc hả chú Sáu? Ừ. Mà thầy ông nói cõi chư mương luân chuyển phương Nam, hồi xưa 2000 năm trước á, Tây phương Ấn Độ, giờ Tây phương về mình rồi. Thầy ông nói cõi chư mương luân chuyển phương Nam là về Nam, sau sẽ có Phật tiên tại đây nè. Núi Bà Đội này còn nhiều quyền quy lắm. Ừ. Mấy anh con mình không thấy đâu con, mấy ông ảnh hết trơn. Dạ. Có duyên lắm mới thấy mấy ông. Con cũng mấy người cao nhân mới thấy được, mấy con người thường khó khăn lắm có không thấy được đâu. Tao gần tới chùa hả ba? Con của ông Đức Cứu Quảng. Dạ. Là ông Ba Thới lên đây gặp cậu Hai Nhu, con của Đức Cứu Quảng. Ừ. Rồi sắp bắt đầu ông về. Ông tu ông đắc đạo. Phải ông mới về ông cai quản gia cung Kim Cổ Kỳ Quan á. Dạ. Là ở đình ông Ba Thới á, bên Chợ Mới không chú? Ờ. Dạ. Bên Chợ Mới chỗ bến phà Thần Giang. Dạ. Vậy là ông đi lên cái núi Bà Đội ôm mình nè ha. Nói đúng rồi đó, ông lên dòng cái núi mình, nhưng mà cái duyên gặp ông cụ Hai Nhu. Cái cậu Hai đó là người sao chú sao? Cậu Hai Nhu đó là con của ông Đức Cố. Dạ. Cũng có duyên không mà. Giờ ông theo cậu Hai, ông thọ giáo, sao ông đắc. Được cũng người tu. Ừ. Chứ trước tôi đi cũng có một mình, không thấy ai vậy. Chỉ có hai người đi xuống. Đồ mình ở đâu cô bác? Ở đâu đồ mình ở đâu? Hòa Hảo hả? Dạ. Dạ, về chung đoàn ha. A Di Đà Phật. Dạ. Đồng Tháp với Hòa Hảo. Dạ dạ. Hai bên Phú Tân. Phú Tân luôn. Dạ. Dạ vậy là bên Đức Thầy. Dạ. Đúng rồi, cô bác có một nơi là con một nhà mà. Khán giả ảnh có coi mình nhớ tên cờ đâu. Đến kênh về tên như vậy không? Anh gốc miền Tây. Anh gốc miền Tây. Này là bước chân miền Tây. Hai anh em đi chung. Anh tên gì? Anh tên à, nhưng mà anh tên gì? Hả? Anh tên gì? Tên Tỷ. Anh Tỷ à, bà con nhớ anh Tỷ. Lên không? Dạ chú con lên sao chú Sáu? Lần lên chú. Dạ, dạ chú con cũng lên tới. Tiếp tục cuộc hành trình khám phá ngọn núi Bà Đội Ôm thì hiện giờ bước chân miền Tây đang tiến về điện Cửu Quyền. Đồng hành với mình cũng vẫn tiếp tục là hai anh bạn của kênh Anh Gốc Miền Tây. Nay đoàn này hồi sáng mình gặp nè. Nên có duyên với đoàn này. Ở cái phiến đá trước gân nhìn đẹp hết sức ha. Gân rất là đẹp. Này là trong hang hả ta? Trong đó là hang động. Bây giờ mình quay ở ngoài. Ở đây có bán nước nha bà con. Quán Tám Bòn. Giờ mình khám phá cảnh đẹp ở trên điện Cửu Quyền. Ở đây thì chỉ có một chỗ nhìn ra
đẹp nhất đó là Thiên Cấp Sơn thôi. Gì? Ăn hả? Ăn trái đẹp hả? Trái đẹp hay trái phượng? Trái phượng. Trái phượng hả? Ăn được không ông? Cái này trái phượng này nó còn sống mà. Liên quan tới hoàn toàn tới tuổi thơ của tôi nè. Ăn sống ăn chín? Sống chứ. Ăn luôn hả? Có một lớp lụa trắng ở ngoài á. Anh gốc anh quê ở ngoài Thanh Hóa là hồi xưa anh ăn mấy trái này không bà con? Mình người miền Tây mình ăn trái gáo rồi mà anh ăn mấy trái này không? Này nhỏ. Mình không giờ chưa có ăn trái này lần nào luôn. Lớp lụa. Ăn được không? Rồi gỡ ra ăn cái ruột hay gì? Ăn cái lớp lụa. Đau bụng không? Ăn khá là ngon đấy. Đâu ăn coi bà con ta coi coi. Nó kiếm ra chứ phần ăn được đấy. Ê, nãy bẻ trái kia cho anh gốc ăn thử luôn. Đâu có nào đâu. Cái trái mà nãy giùm chùm mình khuyên kia đó. Nó giống như trái cóc nhưng không phải trái cóc. Đúng không? Điện Ngọc Đế. Ngọt đúng không? À, là lạ. Hoàng Thượng Đế cái, ở đây. Cái phượng này tuổi thơ của tôi là những dính liền với trái này. Ở bên trên thì có những cái tảng đá rất là đẹp. Độ găng rất là đẹp luôn. Phía trên là có Phật Di Lạc. Bên này thì chúng ta nhìn qua Thiên Cấm Sơn rất là đẹp, ở đây rất là đẹp. Các bạn trẻ đến đây check-in rất là đẹp. Ở phía dưới lại là một cái khe rất là sâu hun hút luôn nha, khe rất là sâu luôn á. Xương một khúc màn xương hả? Đó, chỉ một giống như cái màn này giống như nước mưa phải không, hình như khu vực bên đó đang mưa rầm đó, thấy rõ ràng luôn nha bà con. Để mình kéo sáng lên chút xíu nha, rất là đẹp. Điều phi diệu nữa, một phần góc núi ở đây là đang mưa. Thằng bên đây thì chúng ta đang vẫn còn trong xanh nè, qua đây vẫn còn trong xanh nè. Bên điện Bùa Hồng đúng không? Bên điện Bùa Hồng. Đó, bên đó là đang mưa kìa, mây ở trên kìa, mà văng lớp sương. Đây có mấy cái tảng đá dưới núi Bà Đội rất là đẹp. Điện Bùa Hồng hả? Hang sâu không? Dơ nhiều không? Nhiều. Rồi đi xuống với anh Tỷ. Giờ đi xuống này, nắm tay. Hôm nay kênh đồng hành với anh Tỷ nha. À, xuống đi, xuống trước đi em gái, có cầu thang đó. Có cầu thang đó. Này có nhân viên với mấy anh chị. Ngay cái ngã ba mà đi qua cái bên đây thì trùng luôn. Trùng ý với bé luôn. Dạ. Có cầu thang anh Tỷ. Rồi, để em leo xuống. Rồi, cảm ơn anh Tỷ thưa coi đèn xuống đây. Dơ cho nó kè rất dơ nhiều, quá nhiều luôn. Cái điện của quyền này dơi rất là nhiều nha bà con. Dơi nha bà con. Wow. Quá là nhiều luôn. Rồi, dơi luôn. Quá. Lấy cái đèn lớn đi đồng ơi. Đó. Cái đèn kia nữa. Rồi. Thêm đèn đi, quá. Quá dữ rồi. Ở bên dưới phân rất là nhiều phân dơi luôn nha. Rất là nhiều phân dơi luôn. Đâu quét hết nhiều rồi. Phân dơi. Nó sẽ nhiều nha. Phần dơi hồi lắm. Dơi này dơi chuột. Dơi chuột hả? Ừ, dơi chuột. Dơi quả nó bự lắm. Biết nhiều còn. Cái này dơi chuột mà. Ừ, dơi chuột. Rồi quay đợi gọi nghe cái con mới xài cánh á. Chùm mở chùm mà. Đúng không? Anh thấy đèn kìa. Dây chuột. Nó thêm nhiều. Này góc phần hang bên đây. Bên đây thì không có dơi ha, ngộ ha, nó tập trung nó bám trên cái khối đá này.
quá nhiều. Bắt đầu từ cái vị trí này. Để hỏi tư cảm chứ còn đâu cả. Lên ơi. Lên ơi. Có hàng không anh Tỷ? Không, tại đi dắt mấy đứa nhỏ. Cái gì hả? Tưởng tượng có cảm hứng gì đi xuống hàng với mấy anh em. Có đường xuống không? Dạ không, cái điện thoại xuống chụp vô. Có hàng không? Hồi quá. Hình hài của thằng đá này giống như đầu của con gì? Anh Tỷ thấy giống con gì anh Tỷ? Giống chăn nè. Anh Tỷ anh thấy giống đầu chăn, đầu mắt chỗ nào anh Tỷ? Mắt đây nè. Tối quá. Gọi thêm đèn. Cái phần mỏ ha. Mỏ nè. Cái này giống cái ức nè. Ức giống cái đầu con chăn anh Tỷ thấy nè. Nó là rất là huyền vi nha. Nãy anh Mận Tùng thì anh nói giống đầu ông May. Bên trời không rò, bên trời bẫy nó chập quá. Bự quá. Cầm con ông này, tôi thử quay được không? Còn mình đang trú mưa. Cái điều thú vị ở cái quán nước này là cái quán tự phục vụ á chị. Tự uống rồi tự coi bản tự trả tiền rồi. Tùy tâm ha. Tùy tâm nhưng mà có để giá tiền nè. Tùy tâm nhưng mà có giá. Nhưng mà khi mình uống rồi mình để tiền ở đâu? Trong cái thùng. À, để trong cái thùng này. Mình bỏ tiền lại trong cái thùng này. Cũng có chìa khóa đây đàng hoàng nha. Có tủ là có tủ lạnh luôn hả? Tủ lạnh nước đá, có đá không? Dạ không. Có đá luôn. Tự lấy nước đá, tự uống rồi tự bỏ tiền vào thùng theo cái giá tiền của quán Tám Bòn. Đây nè, mấy anh chị đang tự phục vụ cho mình. Chú Sáu nó giờ uống gì rồi? Nước suối hả? Nước suối rồi cho nó lạnh hả chú Sáu? Rồi, hiện trời mưa lớn luôn rồi nha bà con. Mưa lớn luôn rồi, hồi nãy mình thấy mưa bên cánh núi Cấm giờ tới đây rồi. Anh Tỷ ảnh cũng có cái máu gọi là khám phá đó nè. Ảnh hứng mưa, ảnh quay luôn nè. Giờ mình ra mình đội mưa mình quay theo ảnh luôn nè, thấy không? Người rất là có tâm đó. Ảnh mà không mặn đi với mấy đứa nhỏ thì ảnh theo mình ảnh xuống hang luôn á. Mưa luôn nè, mình ra đứng mày mưa luôn nè. Thôi chở vô ướt mát. Chia tay điện của Quyền thì mấy anh em mình cùng với đoàn của anh Tỷ tiếp tục hướng về đỉnh núi Bà Đội Ôm. Cuối cùng mà chúc bà con sức khỏe và lời chào tạm biệt. Nhớ đón xem những clip tiếp theo của Bức Tranh Miền Tây trên đỉnh núi Bà Đội Ôm nha bà con. Quá đẹp luôn rồi.